Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong môn tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Các em thân mến, ở tiết học trước, cô trò chúng ta đã cùng nhau làm quen với các vần óp, ốp và ớp, học về cấu tạo vần, mô hình tiếng cùng với cách viết các vần và các từ mình đã được học. Để khởi động cho tiết học hôm nay, chúng mình cùng ôn tập lại kiến thức với những bài tập sau đây nhé. Các bạn đã làm rất tốt. Một lần nữa, chúng ta cùng nhau nhìn lại những vần mà mình đã được học ở video trước nào. Đây là vần óp, đây là vần ốp, và cuối cùng là vần ớp. Cùng đọc lại với cô nhé. Óp, ốp, ớt. Một lần nữa nào. Óp, ốp, ớt. Nếu bạn nào còn chưa đọc được, các con hãy cố gắng luyện tập thêm. Và bên cạnh đó, có thể viết ra tập vở của mình nhiều lần để nhớ mặt chữ nhé. Tiếp nối video tìm hiểu về các vần óp, ốp và ớt. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần luyện tập đánh vần đọc trơn. Cô giới thiệu đến các bạn những từ ngữ mới. Trước hết, chúng mình cùng lắng nghe cô đọc qua một lần nhé. Cửa chớp, tốt ca, chóp núi. Bây giờ, các bạn cùng đánh vần và đọc trơn với cô nào. Cờ ưa cưa, hỏi cửa, cửa. Chờ ốp chớp, sắc chớp, chớp, cửa chớp. Tờ ốp tốt, sắc tốt, tốt. Cờ a ca, ca, tốt, ca. Chờ ốp chóp, sắc chóp, chóp. Nờ ui nuôi, sắc núi, núi, chóp, núi. Nào, cùng đọc trơn lại một lần nữa nhé. Cửa chớp, tốt ca, chóp núi. Các bạn đã làm rất tốt. Cô khen tất cả các bạn. Bây giờ, hãy cùng cô thực hiện bài tập sau đây để củng cố kiến thức về các từ mà chúng ta vừa đánh vần và đọc trơn nhé. Bây giờ, một phần vô cùng lý thú trong bài học hôm nay đó là các bạn sẽ cùng cô tìm hiểu về nghĩa của những từ chúng ta vừa được đọc. Đầu tiên là từ cửa chớp, là một loại cửa được làm từ gỗ, nhôm, nhựa, vân vân. Các thanh gỗ hoặc thanh nhôm, thanh nhựa sẽ được xếp song song với nhau và tạo nên một góc nghiêng nhất định. Mục đích là để cản nắng và tránh mưa tạt vào nhà. Nhà bạn nào mà có loại cửa chớp như thế này thì sẽ rất mát mẻ đấy. Thứ hai là từ tốp ca, là một nhóm nhiều người cùng hát một ca khúc nào đó. Nếu như đơn ca là một bản hát thì tốp ca sẽ là một nhóm, các bạn lưu ý nhé. Cuối cùng là từ chóp núi, hay còn có thể hiểu nôm na là đỉnh núi. Chóp núi là vị trí cao nhất của một quả núi đấy. Bên cạnh những từ mở rộng trong bài học hôm nay của chúng mình, cô cũng sẽ giới thiệu đến các bạn một vài từ khác chứa các vần mà các con được học. Đầu tiên là từ móp méo, là một vật không bằng phẳng hoặc bị biến dạng. Thứ hai là từ hồi hộp, là một trạng thái tâm lý rung động và khi đó tim của chúng ta sẽ đập rất nhanh. Và cuối cùng là từ sấm chớp, là một hiện tượng tự nhiên có tia sáng trên bầu trời và gây ra một tiếng động rất lớn. Thường thì sẽ xuất hiện sấm chớp trước khi mưa hay trong lúc mưa đấy.
Như vậy, quan sát vào các từ trên, chúng ta thấy được rằng ở các tiếng như móp có chứa vần óp, tiếng hộp chứa vần ốp và tiếng chớp chứa vần ớt. Ngoài những từ trên, các con có thể quan sát xung quanh và tìm thêm những tiếng, những từ chỉ sự vật, hành động, con người có chứa các vần mà chúng ta đã được học. Các bạn có thể gọi tên những sự vật, hiện tượng, hành động hay con người đó, và không nhất thiết chúng ta viết ra vở vì sẽ có những vần mới lạ trong tên của các sự vật hiện tượng đó mà các bạn chưa được học. Phần tiếp theo trong bài học của chúng ta đó là đọc và tìm hiểu nội dung bài đọc ứng dụng. Trước hết, chúng mình cùng quan sát vào màn hình và lắng nghe cô đọc mẫu một lần nhé. Hát mừng thầy cô. Cả tháng nay, lớp em hăng say tập văn nghệ. Hội thi hát mừng thầy cô nhân ngày 20 tháng 11 đã đến. Các lớp đều lên sân khấu, múa hát sôi nổi. Lớp em góp vui với tốp ca bài cô giáo em. Hội thi thật vui. Trong bài đọc, chúng mình thấy có những tiếng chứa các vần hôm nay cô trò chúng ta đều làm quen. Đó là tiếng lớp có chứa vần ớp, tiếng góp chứa vần óp và tiếng tốt chứa vần ốp, đúng không nào? Bây giờ các bạn cùng quan sát trong bài đọc này, chú ý những từ khó sau đây. Các bạn hãy cùng cô đánh vần và đọc trơn các từ khó nhé. Đầu tiên là từ hăng say. Hờ ăn hăng, hăng. Sờ ấy say, say. Hăng say. Thứ hai là từ văn nghệ. Vờ ăn văn, văn. Ngờ ê nghe, nặng nghệ, nghệ. Văn nghệ. Thứ ba là từ sân khấu. Sờ ân sân, sân. Khờ âu khâu sắc khấu, khấu, sân khấu. Tiếp theo là từ sôi nổi. Sờ ôi sôi, sôi. Nờ ôi nôi, hỏi nổi, nổi, sôi nổi. Cuối cùng là từ tốt ca. Tờ ốp tốt, sắc tốt, tốt. Cờ a ca, ca, tốt ca. Nếu bạn nào còn chưa thể đọc trơn được các tiếng, các từ có trong bài đọc này, chúng ta có thể dừng video lại ít phút để tập đánh vần và đọc trơn nhé. Còn bây giờ, hãy đọc trơn với cô nào. Hát mừng thầy cô. Cả tháng nay, lớp em hăng say tập văn nghệ. Hội thi hát mừng thầy cô nhân ngày 20 tháng 11 đã đến. Các lớp đều lên sân khấu, múa hát sôi nổi. Lớp em góp vui với tốp ca bài cô giáo em. Hội thi thật vui. Bài đọc nói về một hội thi chào mừng ngày 20 tháng 11. Như các con đều biết, ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam, là ngày mà các con tri ân, thể hiện tình cảm với thầy cô giáo, đúng không nào? Vậy, theo các con, hội thi được nhắc đến trong bài đọc là gì? À, chính xác, hội thi được nhắc đến trong bài đọc đó là hát mừng thầy cô. Vậy, trong hội thi đó, lớp bạn nhỏ đã tham gia tiết mục nào? À, các bạn làm rất tốt. Lớp bạn nhỏ đã tham gia một tiết mục tốp ca bài cô giáo em để góp vui cho hội thi hát mừng thầy cô. Thầy cô là những người đã luôn quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ chúng ta
Chính vì vậy, các con cần biết yêu thương, kính trọng thầy cô, không chỉ riêng ngày 20 tháng 11 đâu, mà tất cả các ngày còn lại, chúng mình cũng nên thể hiện tình cảm dành cho thầy cô của mình nhé. Phần cuối cùng trong bài học của chúng ta đó là mở rộng. Yêu cầu của phần này đó là các con sẽ kể tên bài hát hoặc bài thơ về thầy cô mà các con đã được đọc. Các con đã từng đọc, từng nghe những bài thơ hay bài hát nào về thầy cô? Các con có thể chia sẻ với bạn bè nhé. Bây giờ, chúng mình hãy lắng nghe thật kỹ để đoán xem bài thơ cô đọc có tên là gì. Buổi sáng bé chào mẹ, chạy tới ôm của cô. Buổi chiều bé chào cô, rồi sà vào lòng mẹ. Mặt trời mọc rồi lạnh, trên đôi chân lon ton, hai chân trời của con là mẹ và cô giáo. À đúng rồi, bài thơ mà các bạn vừa nghe đó là bài Cô và Mẹ, rất quen thuộc đúng không nào? Ở lớp, các con cũng có thể thi nhau kể tên những bài hát, bài thơ nói về thầy cô. Xem thử bạn nào có thể kể được nhiều cái tên nhất nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.